Thank you.
Về giúp anh thì nó anh đi giúp em làm gì? Năm nay có trồng rau gì không? Không biết được. Trồng rau gì? Thank you.
chút nữa nhá. Dày quá rồi. Dày đấy. Cái sự trồng rau này trồng rồi chứ. Không có nước tưới chứ bạn ơi. Thêm nước ở mưa ơi. Thêm nước ở cao su này. Thêm mưa ơi. Trong một tầm một tháng chắc là tự ăn thế này. Ừ. Trong đây này. Tự ăn này. Để phân nữa. Để phân tốt, để phân tốt này. Cái nào dài nhá. Nhà có ai ở nhà không? Nhà của anh. Em lấy xong về luôn à? Thank you.
Mẹ lại đi lều rồi à? Sao chả thấy ở nhà bao giờ nhỉ? Thank you.
Yeah.